Xin chào các bạn, mình là Hiền. Xin chào các bạn, mình là Hằng. Chào mừng các bạn đến với kênh BTH Sister. Hôm nay chị em mình sẽ ăn món bánh mì hoa cúc chấm với lại sữa đặc Sô cô la với lại mứt dâu. Mời các bạn cùng ăn với chị em mình nhé. Rồi, giờ cái bánh mì này là làm giờ xé Đấy. ra. Cái thớ bánh mì hoa cúc này nó rất là đẹp luôn các bạn. Bây giờ bánh mì này đang rất là hot trong cái giới mà chị em ở nhà làm bánh. Bánh này á là bọn mình thích tự làm hay là mua? À, mua nó có cái mùi gì á Mùi nước ha? hoa Cái mùi cam gì á. á? Hiện mấy thằng không thích. Chấm sữa sô cô la. Chấm sữa sô cô la ngon. Như bánh mì sô cô la ngày xưa á. Cái này nó ngọt rồi. Ừ. Chấm vô nó cũng ngọt. Hiền thích chấm lắm. Đây là sữa đặc. Mềm. Thơm. Chấm sữa nó béo béo nữa, ngọt ngọt béo béo, ngon lắm. Ăn mứt dâu chua Chấm mít dâu rồi hả? chua. Ừ. Bây giờ ngon. Mình ăn bánh mì á, mình chỉ thích ăn cái phần màu đen thôi. Nghĩ sao các bạn? Làm ổ bánh mì ra. Nếu khi nhìn lại ổ bánh mì kỳ lắm. Gọt hết viền xung quanh đi hết rồi. Cả trên cả dưới luôn. Gọt hết. Còn miếng trắng bóc vậy. Mình không thích ăn cái màu trắng. Cạo hết vỏ người ta ăn. Còn đây năm năm cháy cháy á. Mùi thơm. Vậy chứ bánh mì kia đâu có ăn vỏ. Cái này nè. Bánh mì nhạt. Em vẫn thích ăn vỏ. Vậy hả? À? Ừ. Vẫn thích ăn vỏ. Thích ăn ruột. Sữa sô cô la là ngon chứ. Ngon mà. Làm bao dễ. Nó giống cái vị bánh mì nhân sô cô la. Đó. Các bạn chỉ cần làm giống như thì làm trong clip á. Cho bột cacao vô sữa đặc. Nấu cho nó tan ra là xong. Bột cacao xịn nha các bạn. Đừng dùng bột cacao mà nhìn giống bột cacao nhưng không có vị. Cacao này là đắng. Ừ. Ở bên đây nó không có bị ngọt quá. Ừ. Nó làm cái sữa đặc này nó giảm cái độ ngọt đi á. Bọn mình thì vẫn đang cố gắng là một tuần up clip một lần à. Nhưng mà đáng lẽ là chủ nhật là up clip. Nhưng mà đợt thứ bảy chủ nhật vừa rồi thì lại trúng 20 tháng 11. Tiệm mình hơi bận một xíu. Nói chung là làm một ổ này ra ăn mấy ngày. Một ổ này ăn mấy ngày thì đó hả? Ừ. Ổ này nó 1 kg không? Ổ này hả? 750 g. Không vậy? Lượng bột á. Mình thích ăn mấy cái này nè. Nó ăn vợ người ta vậy. Khi nhìn thấy ổn mày không muốn ăn nữa luôn á. Mẹ chửi, mẹ mình chửi tăng trận. Nó mày gì mà không có vợ gì hết. Nhưng mà cục trắng vậy á. Y như cái cục mút đó. Cái cục gì chén đó, người chén Ừ. không, cái cục gì biết không, Chị bỏ bạn. biết. Canh từ bản Chị bạn ngày xưa thôi, bây giờ chắc cũng chẳng dùng khăn đâu. Chẳng dùng cái chùi bạn nó đâu, dùng khăn á. ừ
Hồi xưa các bạn, hồi Hiền học cấp 1 đó, Hiền ghét nhất là chửi bạn luôn á. Dùng cái tấm mút để chửi bạn á. Rồi chửi đâu thật trẻ vậy? Tôi thấy nó còn Trời dơ nó hơn. dơ. Mà phải đi nhúng ướt. Nhúng ướt đó thì biết sao không? Nó màu xẹp. Mà hồi đó xẹp á là cổ phải góp tiền mua lại. Mà Đến đợt nhúng tổ nhưng nào mà mà hư là tổ đó phải từng mua. ấy là phấn nó thấm nó chặt lâu lắm. Mà phấn ngày xưa nó phải như phấn bây giờ nha. Hồi mình học cấp 1 thì mới học cấp 1 đó. Phấn bao giờ không? Phấn bụi. Phấn bụi chứ không phải phấn không bụi. Mỗi lần lau cái đó mà không nhúng nước hả? Lau cái mút đó không nhúng nước á. Trắng bạn luôn. Không phải trắng bạn đâu. Trắng mặt và trắng tóc. Tóc nữa. Nhảy 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 lên lau á. Ấy là nếu mà dập á, Ừ. nếu Dập. mà dập xong lâu á Thì ướt nó á, trắng hết cả các bạn. Là dập phải dập mấy lần á. Một con nít mà các bạn. Lười lắm. biết sao không, lúc nào trong lớp cũng có xô nước á, nhớ không, nhớ trong lớp có Để xô nước giặt không? để dập khăn. Tại vì đi ra cái nhà vệ sinh đâu phải như bây giờ. Cái dãy nhà hả? Dãy nhà cũng có toilet đâu. À, Để họ đi tiếp thì băng ra. qua cái sân, người băng qua mà mãi đến nhà sinh. Thế là thầy cô chủ nhiệm là bắt lớp mua một cái xô. Khách nước lên để đó. Mà thầy cô chủ nhiệm cũng là thầy cô dạy tất cả các bộ môn. Hồi cấp 1 là mình không học tiếng Anh. Chỗ trường mình là không có của kiểu trường làng thôi các bạn. Mấy trường khác á hả, bọn nó Hồi không học đó tiếng cũng Anh đâu tiếng Pháp. có. Trường anh Hải học tiếng Pháp á, bọn nó học tiếng Anh tiếng Pháp đâu nữa. Chỗ học thêm thôi á. Chứ không phải học song ngữ như bây giờ đâu. Cứ có cái xô đựng nước hả? Lên hết tiếp hết Đúng kiểu khi à thầy viết dập. bảng bụi phấn rơi rơi luôn á. Giờ phấn bây giờ đâu có rơi vậy đâu. Mà có khi cũng chẳng viết bảng. Chiếu slide. Mà sao nước nó gớm. Giờ lắm, mấy ngày không thay mà bị Sao nó gớm mà mình học cứ sinh. dập biết à. Sức của học sinh cấp 1 đó các bạn, phải đi xách nước về nó lười lắm. Dập biết nó lên thôi rồi mà vẫn dập. Gớm thì gớm. Ít nhất là bị chụp nhật á. Nên là mình làm hay xung phong làm tổ trưởng các Là còn có cái trò gì không? Hết giờ là sách bình hoa vậy. bạn. Sách bình Sách bình hoa, hoa, khăn khăn chạy chạm bàn, bàn. phấn, khăn lau bảng. May nhà mình gần trường nha. Đi học hay quên. Quên. Trời ơi, Quên. hồi cấp 1 chứ có phải là hồi lớn đâu. Cái thân còn quên nữa chứ nói. Sách vở, Trời ơi, soạn bài lên. còn quên nữa. Lên mà đến gần gần tới giờ vào lớp mới phát hiện ra. Tinh Bạn thần nhắn thần thật luôn. chạy đuổi rồi về nhà bấy. Mà dạy cho nhanh lên giúp cờ đỏ nó ghi tên nữa. À. Cấp 1 có mấy Chạy. cái món hay quên nhất là biết gì không? Sách vở nè, soạn bài sai ngay. Không hiểu sao soạn bài sai ngay được, đúng là dễ thương ghê. Khăn quàng. Lần tới trường nhìn lại không thấy khăn Mà gì mà không hiểu sao mà gần vô lớp rồi ngồi nó chạy nhanh thì nhanh, chạy về xong chạy lên lại, chạy như marathon mà không bị trễ. rồi. Biết tại Không sao chạy kể. nhanh đâu vậy không các bạn? Ví dụ như học buổi sáng á, 7 giờ vô lớp, 6 giờ đã đi học rồi, biểu chi mà nhà cách trường chắc bây giờ có 5 phút đi bộ. Ngồi đó đi lâu, đi mãi thấy nó xa hả. Rồi học buổi chiều á, 1 giờ mới vô lớp thì mà 12 giờ kém đã đi học Đâu, rồi. 12 giờ 15 em mới đi. Thì biểu chi cứ kêu là chạy nhanh chứ có cả tí đồng hồ không chạy nhanh chứ. Chạy mà chạy quá thì chạy. Lúc đi học thì đi chậm lắm, còn nhìn trước nhìn sau, ghé chỗ này nhìn đứng chỗ kia nhìn nó. Mà mấy lúc mà lên đồ nó chạy nhanh lắm. Mà đã quên là quên hẳn một bộ bình hoa, không chạy bàn phấn cho bạn, Tiền quên bỏ hết trong bịch đó. Một bịch hết không luôn. thì sao quên được luôn. Giờ lớn đó hả, bao nhiêu đồ ôm tồn không quên, nghĩ sao nguyên nguyên cả bộ để trong bịch, để bên cạnh cái cặp mà cũng quên được nữa. Đây là bị chửi ghê đó. Hôm đó không có phấn, không có làm cho bàn. Bị chửi ghê đó. Khi nào mà trễ quá rồi là không có về lấy. Kiểu như vô lớp rồi sao cũng quên luôn. Quên lẫn Cô vô lớp hỏi. Mới phát hiện ra là quên.
Nó phải đi xin vấn mà còn bị chửi nữa. Nên thường là cô hay hỏi bạn nào gần nhà, cô giao cho cái nhiệm vụ cái chân mà. Nhưng mà cái chân mà xách đồ đó thì sẽ không phải lau bảng. Có nhiều lần còn quên chỗ ấy ăn hơn ăn đi về quên không lấy về quên ấy ăn vậy là dễ mất lắm nha, Thì mất có là lớp buổi chết. sáng không? Lớp buổi sáng có khi bọn nó lấy về luôn Lớp khác học là phải nhờ cô hỏi. hai lớp học chung. Bây giờ hình như là của lớp nào của lớp đó hả? Phòng nào là của lớp đó luôn á Mà thường những điều kiện ha. hai lớp học chung. Cái để quên, để quên là hả, bọn nó tốt bụng thì nó để lại, nó không ăn nó về mang về, còn không ăn nó còn giấu đi nữa. Xong đến khi cô hỏi hả? Hồi đó đâu phải có điện thoại để cô gọi, cô hỏi liền đâu các bạn, là cô cay lắm, kiểu như là mai là cô phải lại phải lên cô hỏi á, cô điên lắm, là cái đứa đó bị chửi ban đầu luôn á. Rồi biết hồi đó đi học mà vụ có lớp buổi sáng lớp buổi chiều vậy nên có thêm cái trò gì nữa viết thư trên bàn Biết đầy bàn luôn mà tới hồi phải đi trà đó, thư trên bàn cho cái đứa lớp chứ. phải đi trà á, kiểm tra vệ sinh gì đó phải trà không, Có những tình bạn đẹp lắm nhưng có những tình bạn là chửi nhau trên đó luôn. bọn nhỏ nhỏ nhưng mà láo các bạn, chửi mấy anh chị lớp lớn trên nó kiểu đến. Hồi lớp mình nè có cái thằng kia chửi ba bốp lắm, viết viết sau một cỡ một tuần viết thư á là thấy có một đám các anh chị đến đặt bợp cho mấy bút tại. Tao phải biết thơ không, mà biết trên bàn không, tự nhiên được cái rép. Ý là ngồi biết vòng qua tới cái rép không, nhận đỡ đi mới chửi luôn. Ba bóp. Nhưng bây giờ đi rep comment sự dạo á, nhưng mà bây giờ nó không biết mình là ai ở đâu hoặc là ở xa xôi quá. Cái kia lớp buổi sáng rồi mà ngu cỡ đó, Chửi. thấy buổi chiều tự nhiên lớp đang ra chơi thấy có mấy đứa đi vô. Hồi đó là bên đâu phải khó khăn như bây giờ đâu hả, giờ là làm gì được ra vô giữa chân Được. vậy, vẫn được hả? Nếu bọn nó vô nó hỏi thằng nó tên gì đâu giỏng hơn mà thấy mấy chị sợ chị ra tờ tay mấy bọc tay. No rồi, nửa hơn nửa cái bánh mì. Làm cỡ 400 gram hả, ngon thì anh bánh mì mà ăn cả mấy lạng thế này thì Ngọt nữa. uống nước vô lát nữa chắc là nở ra tới đâu luôn. Giờ chị nghĩ đến món mặn thôi. Mới ăn no xong nó nghĩ ngay đến món mặn. Giờ đang nghĩ tới bánh tráng trộn thôi. Hôm nay ăn rất là ngon các bạn. Và bên clip cũng dài rồi, mình xin phép dừng clip tại đây các bạn nhé. Các bạn thấy clip của Hiền với Hằng hay thì chọn mình một like, một share, một đăng ký để ủng hộ mình các bạn nha. Cảm ơn các bạn.